ban thờ thần tài thổ địa cần được dọn dẹp bao sái và các gia chủ làm vào các ngày cuối tháng trong năm. Riêng đối với cuối năm thì các gia chủ có thể bốc lại bát hương mới để chuẩn bị cho giai đoạn thờ cúng của năm tới. Đặc biệt là những gia chủ nào trong năm nay làm ăn không thuận lợi, bị bế tắc, bát hương bị bốc sai, không tụ linh khí do cốt bát hương không chuẩn, bát hương không được yểm cốt thất bảo hay không có dị hiệu. Một lưu ý, những lưu ý quan trọng dưới đây khi các gia chủ bao sái ban thờ, đấy là thứ nhất, không bao sái vào các ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23 âm lịch, ngày tam nương mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Thứ hai, đấy là hạn chế di chuyển bát hương, chỉ lau xung quanh bát hương để tránh phần bị động khí. Thứ ba, đấy là trước khi bao sái thì phải thắp hương xin phép và đợi hương tàn thì mới tiến hành bao sái được. Và thứ tư, đấy là có thể hạ tượng để tắm, lau sạch sẽ nhưng tránh để làm ướt các phần cốt đã nạp vào trong tượng. Thứ năm, đấy là khăn đã dùng để bao sái thì không được dùng làm việc khác, tránh thay vì bao sái lại làm nhiễm uế tượng và ban thờ. Thứ sáu, đấy là tàn hương rơi hay bụi bẩn thì các gia chủ nên lau hàng ngày vào mỗi sáng để xin lộc ngày mới, chứ đừng đợi vào cuối tháng mới lau mới xin bao sái. Và sau khi bao sái ban thờ thì xông ngụ hồ lô để nạp dương khí cho ban thờ và thắp hương mời lại các chư vị ngự lại ban thờ. Nếu gia chủ nào mà cần hỗ trợ về thờ cúng thần tài thổ địa thì kết nối với Mai Mai hỗ trợ soi ban thờ và hướng dẫn thờ cúng để tụ lộc tụ tài nhé.